thơ ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồng. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Lưu Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Đây là chương trình được gửi đến quý vị hàng tuần và mỗi chiều thứ ba lúc 4:30. Chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn quý vị luôn luôn ủng hộ và khuyến khích cho các em tham dự chương trình này. Thực hiện chương trình chúng tôi nhằm mục đích là khuyến khích các em học thêm tiếng Việt cũng như là hiểu thêm về văn hóa, về tất cả những truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đến với chương trình ngày hôm nay, một lần rất vui có sự hiện diện của Mai Chi cùng Cao Minh Hưng điều khiển chương trình. Mến chào cô Mai Chi và mời cô Mai Chi gửi lời chào đến khán giả của đài. Mai Chi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài Lưu Sài Gòn TV. Chào các phụ huynh đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Chào thầy Cao Minh Hưng và các em trong hai đội AV. Chúc các em có được một cuộc thi hào hứng thật vui với những người bạn của mình. Rồi, mến chào cô Mai Chi. Ngày hôm nay chắc không khí của Tết đang về, Tết Quý Mão, tôi thấy tất cả các em mặc áo dài rất là đẹp. Rồi, chào hai em bên đội A, mời con giới thiệu tên và chào khán giả của đài. Dạ, con tên là Darren Trần, con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Rồi, bạn con. Con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV, con tên là Selena, con chào thầy Hương, con chào cô Chi. Chào con. Hai con Darren với lại Selena sẽ là đội A. Rồi em đội B, mời con. Con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV, con tên là Karen. Con chào thầy Hương, con chào cô Chi. Hai Karen, con bạn của con tên gì? Con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV, con tên là Miley. Con chào thầy Hương, con chào cô Mai Chi. Chào Miley. Kính thưa quý vị, một nửa chúng tôi thấy các em trong cái không khí những cái tà áo dài như vậy, chúng ta biết ngay là xuân đang về, đặc biệt năm nay là xuân Quý Mão. Không biết các em con có biết là Quý Mão là năm của con gì không? Em nào biết không? Biết thì mình ring bell, cái này là câu bonus đầu tiên đó. Năm nay là năm Quý Mão phải không? Mình nghe không? Quý Mão là năm của con animal con gì đây? Biết không? Biết mình bấm chuông cái. Wow, ok rồi, mời Darren. Con thỏ. Con thỏ không phải, gần đúng chứ không phải. Con thỏ là bên Tàu là đúng không? Chinese thỏ, là thảo. Con là con thỏ, còn người Việt Nam mình con Quý Mão là con gì con? Con biết không? Biết thì mình bấm chuông. Con gì? Con mèo. Con mèo. Đúng rồi. Con mèo. Mới vô là phải là đố vui để học rồi là đúng rồi. Nhưng mà Darren cũng không sai. Đúng. Nếu mà tiếng Việt thì là gọi là mình không có gọi là con mèo. Vì sao vậy Hưng hả? Chắc là trong cái phong tục của người Việt Nam mình đang khuyến khích em giữ cái truyền thống của văn hóa Việt Nam, thì có một số con hay như hai con của người Việt Nam mình thì qua bên văn hóa của người Trung Hoa thì đã đổi tên. Tức là mình thì có con mèo nó Quý Mão, thì bên kia là con thỏ. Thì câu trả lời của Miley rất là đúng, là Quý Mão là năm con mèo. Nói đến những số điểm thì một lần nữa chúng tôi xin nhắc đến các em cái thể lệ của cuộc thi là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi ha. Mỗi câu hỏi sẽ là 10 điểm, đội nào được 30 điểm sẽ được thắng giải và mỗi em sẽ được 20 điểm. Phần thưởng từ bác sĩ Đức Độ cũng như là dược sĩ Phương Trang gửi đến các em, cũng như là chúng ta có thêm phần bonus. Như vừa rồi thì Miley có trả lời câu đầu tiên đúng là 10 điểm. Em nào sẽ có số điểm bonus nhiều nhất thì sẽ thêm một giải thưởng nữa, 20 đô. Rồi mình ready cho cái mục đố vui để học chưa? Ok, đợi A, đợi B. Rồi chúng ta sẽ bước ngay vào câu hỏi đầu tiên. Mời cô Mai Chi. Ngô Quyền lên ngôi năm nào? A 393, B 938, C 939, D 399. Hết. Rồi, mời em đổi. Dạ, thưa C. C, năm mấy con? Năm 939. Đúng rồi, Ngô Quyền lên ngôi năm 939, đúng không? Đúng rồi, mình bổ tay. Rồi, đó là giỏi. Ngô Quyền lên ngôi lên năm 939, ghi 10 điểm đầu tiên. Biết là cô Mai Chi có cái câu bonus nào cho câu hỏi này hay không? Để coi nào. Các em có thể nói tên một con sông nào đã gắn liền với cái tên tuổi của cái người tướng nổi tiếng của Ngô Quyền không? Tướng nổi tiếng. Một câu hỏi rất là hay, tức là Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên con sông gì con? Rồi con nào biết không, sông gì? Mình nghe những rất là nhiều bài hát nè. Ngô Quyền cắm mấy cái cọc nhọn trên dòng sông nào? Việt Nam hùng sứ ca mình cũng có bài đó đó, cũng có nhớ không? Sông gì ha?
Thầy Cao Mỹ Hưng sáng tác bài đó đó. Rồi, quên rồi mà đáng phạt không? Rồi, đợi anh nhớ không? Xong gì? Đợi đây. Đây. Cũng có một bài hát về con sông này, hồi trước mình cũng có học bài hát rồi nhớ không? Rồi, con sông. Dạ thưa, sông Bạch Đằng. Bạch Đằng, wow, quá giỏi. 10 điểm cho Mai Ly, đúng rồi. Mình có bài hát Bạch đây, Bạch Đằng Giang, con nhớ không? À, bài đó rất là hay. Ôi, chắc là mời cô Mai Chi hát luôn bài đó để các em nhớ. Đúng rồi, à, vua Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. À, sau này chúng ta cũng có hai cái vị vua nữa, Trần Hưng Đạo cũng là một vị vua khác, một vị tướng cùng chiến thắng quân quân xâm lăng từ miền Bắc trên sông Bạch Đằng. À, đến đây thì không biết là mình có thời gian mình có thể bước vào cái hỏi số 2. Câu hỏi số 2 đó là mời cô mời chị. Câu tay làm hàm nhai, ý nói phải làm việc gì để được? Để được điều gì? A. Thức ăn. B. Thực phẩm. B. A và B đều đúng. D. A và B đều sai. Đây, mày trả lời B. Dạ, thưa C, A và B đều đúng. Có đúng không cô Mê Chi? Đúng rồi đó. Câu... Một tràng pháo tay để... Thức ăn và thực phẩm. Thức ăn và thực phẩm. Mình nghe bấm chuông bởi vậy mới có đề nghị với thầy Đắc là sau này bấm chuông nhiều khi mình cũng không biết được A được B, phải có đèn nó sáng lên nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái technical này cho quý vị để chúng ta biết chính xác là đội nào, nhiều khi nó xê xích chút xíu thôi. À, không biết là cô Mai Chi có câu hỏi bonus nào cho câu trả lời này hay không? Một tay là làm nha. Các em nhìn lên trên cái hình này, các em thấy hai bàn tay không? Mình cầm cái gì đó. À, cái đó là cái gì? Là cái gì Việt Nam mình rất là thông dụng, thì như là nhà nào cũng phải có một cái. Hình như bên này các em nhà nhà cũng có. Cái đó là cái gì? Bức tranh bên tay trái của các con. Nhà nào cũng phải có, trong cái gì cũng phải có nó. Hai cái tay đang cầm cái đó gọi là cái gì? Ngay kia bên kia. Đây. Con nào biết không? Cái đó tiếng Việt Nam hay tiếng Anh cũng được. Cái đó kêu là cái gì? Nó gắn liền với sự lao động. Đó là cái tay mình phải cầm cái này để mình lao động mới được ăn, mới được thực phẩm. Thì cái đó là gọi là cái gì ha? Em nào biết không? Bên nhà em trồng rau, em trồng... Thấy phụ huynh ở dưới là... xôn xao ra. Làm nhiều động tác như vậy mà không biết... chị em này lớn lên không có được lao động nhiều như vậy, thành ra ít thấy này, chắc bố mẹ luôn luôn là khuyến khích các con đi học rồi quên làm những cái dụng cụ lao động này. Cái này gọi là cái gì con? Cái cuốc hay cái xẻng? Ok, rồi nhớ mình nói lại cái cuốc hay cái xẻng phải không? Rồi bây giờ mình học thêm cái này nhớ nha, lần sau thấy bố thấy mẹ ra vườn cũng ráng cố gắng đi ra giúp bố mẹ có cầm những cái cuốc cái xẻng này, mình có tay mình có làm thì cái hàm của mình nhai lúc đó mình có thực phẩm ha. Rồi, có câu hỏi gì cho cho cái câu trả lời này hay không? Con này có any question không? Không có, như vậy tỷ số của đội A và đội B hòa với nhau. Rồi, để tôi tổng kết lại, đội A 10 điểm, đội B 10 điểm và bonus thì Miley được 20 điểm, đúng không? Rồi, đến đây thì chúng tôi kính thưa quý vị, chúng tôi tạm ngưng chương trình ở đây. Lần sau thì chúng tôi sẽ có thêm một thư ký nữa để giúp cho các ban giám khảo. Sau đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ cho chương trình. Sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay.